Mới đây, trên kênh YouTube của Cương Dừa, Phó Giám đốc Công ty Điền Quân và cũng là đạo diễn Thách Thức Danh Hài đã đăng tải một clip anh chia sẻ về chương trình. Theo đó, Cương Dừa tâm sự muốn bỏ không làm Thách Thức Danh Hài nữa vì quá mệt và áp lực. Anh nói, tôi làm nhiều chương trình lắm, từ game show giải trí tới phim ảnh, phóng sự tài liệu. Tôi làm ở Điền Quân đến nay cũng được 10 năm rồi, nên tạo ra vô số chương trình. Nhưng một chương trình khiến tôi áp lực nhất, kinh hoàng nhất là Thách Thức Danh Hài. Chương trình đó tôi không dàn dựng, bố trí được. Tôi chỉ có thể điều khiển bài vở cho thí sinh thôi, còn lên diễn thì tùy thí sinh. Thí sinh nào có duyên thì Trấn Thành, Trường Giang, Diệt Hương cười cợt, còn không có duyên thì rớt. Làm hài mà không gây cười cợt thì không ai coi, nên áp lực lắm. Tôi không thể bố trí được gì. Khán giả cứ nói là chúng tôi bố trí kết quả, thấy ai nghèo, học giỏi, dễ thương là lại cho cười cợt để thắng giải, nhưng không phải như vậy đâu. Trấn Thành và Trường Giang làm việc rất công tâm, cái nào hài mới cười cợt. Tiếng cười cợt của Trấn Thành, Trường Giang là đại diện cho toàn thể người theo dõi luôn, cười cợt bậy là người theo dõi sẽ chửi cho. Hiện tại, tôi đã làm kết thúc Thách Thức Danh Hài mùa 6. Tôi cứ tưởng mùa này là gãy rồi cơ vì thí sinh nhạt quá. Nhưng may quá, đến phút cuối có một số thí sinh đặc biệt, cứu vãn lại cả chương trình. Chắc sau mùa 6 này, tôi không làm Thách Thức Danh Hài nữa, làm chương trình này sống không thọ được. Mang tiếng là chương trình hài mà mặt tôi càng ngày càng căng lên, không được dễ chịu, áp lực nhiều lắm. Không có một chương trình nào áp lực như chương trình này. Tôi làm mùa này kết thúc chắc nghỉ. Anh cũng nói thêm về ý muốn đi thi Thách Thức Danh Hài của mình. Tôi không nhập cuộc thi Thách Thức Danh Hài vì làm đạo diễn, tạo ra nội dung là một tài năng, mà diễn xuất trên sân khấu lại là tài năng khác. Nó yêu cầu phải có cái duyên, tự nhiên. Nhiều khi đứng sau hậu trường làm việc, tôi rất tự tin, dễ chịu điều khiển thí sinh. Nhưng đứng trên sân khấu thì tôi cũng vương như họ thôi. Rồi sau này tôi điều khiển thí sinh lại không tin tôi thì sao? Nếu Trấn Thành, Trường Giang cười cợt thì người theo dõi lại nói tôi bố trí kết quả, tôi đi thi thì họ phải cười cợt. Nói chung là thi kiểu gì tôi cũng lỗ. Còn nếu để lên giao lưu, thi cho vui thì cũng được, tôi cũng không áp lực là rớt hay đậu. Cứ làm sao thích là được. Nhưng phải coi thời điểm để lên thi chứ không phải lúc nào cũng lên được. Trước đây, trong một lần cúng tổ nghiệp trong hậu trường, Cương Dừa cũng nói. Thực ra tôi làm rất nhiều chương trình giải trí. Có chương trình thắng lợi và cũng có những chương trình không thắng lợi. Nhưng Thách Thức Danh Hài là chương trình khó, khiến tôi bị ám ảnh vô cùng. Vì vậy nên tôi phải liên tiếp cúng tổ nghiệp để chương trình được thắng lợi, có nhiều tiết mục tốt cho người theo dõi xem. Có nhiều tiết mục tốt nhưng cũng có những tiết mục không nằm trong kiểm soát của tôi, nên khi phát sóng mong mọi người thông cảm. Nhiều khi thí sinh tự làm tiết mục phát sinh, tôi không tóm được, buồn lắm. Làm Thách Thức Danh Hài, tôi áp lực tới mức stress. Mọi người không biết cảm giác phải thức từ sáng sủa sớm tới khuya, rồi bỏ ăn bỏ ngủ để dựng bài cho thí sinh mệt thế nào đâu. Nhiều thí sinh diễn tôi nghĩ không thể nào làm Trấn Thành, Trường Giang cười cợt được nên phải chỉ lại. Có những thí sinh nhờ tôi điều khiển dựng bài mà được giải cao, dù lúc đến đây chẳng sẵn sàng gì cả.